các bạn ơi, có bạn nào ở đây giải thích được cái pha này không? Rampage. Đấy, mất 355 máu mà lại không ngốc. Tại sao lại như thế nhỉ? Hãy là xem full video để có thể biết thêm được kết quả. Bạn nào biết, hãy comment xuống phía bên dưới để mình và mọi người cùng biết với nhá. Faz comigo. Fica comigo. Tá claro. Tentei. Ué, 355 não caiu. O cara não, esse cara tá de hack, velho. Baixa. Vem com ele, velho. Então?